Cất đi con, cất đi, cất đâu? Hết đi rồi. Rồi, hết pin đi, cắt đi. Cắt đi. Cắt đi, cắt cho mẹ đi, giỏi. Sợ đứa thương không? Đi đâu ạ? Ủa, dạ. Chạy vô đó. Không, nó khoái vô bơi đó. Nó ăn rồi giờ cứ bơi lội miết đó đó. Mốt lần em làm vận động viên đi cho rồi. Cắt lát mỏng mỏng đó. Sờ với xả cũng tương. Ai? Lớp kỳ hả? Kêu lớp kỳ hả? Mở Migo lên kêu lớp kỳ mới nghe. Mở Migo lên kêu lớp kỳ mới nghe. Đó, đó. Hồi sáng này vô là con này nó chạy rồi đứng khóc nè, đứa nào đứng khóc. Sợ. Con ghi ghi. Ghi ghi. Ghi ghi. Giờ về đây chơi không ai dành được chơi. Giờ khỏe chơi êm đềm. Chơi trong êm đềm. Con gì vậy? Con nói con gì? Con ghê. Con ghê ghê hả? Con có sợ con ghê ghê không? Dạ sợ. Dạ sợ. Con nói đi, dạ sợ mẹ. Nói. Dạ sợ. Ừ, ghê ghê ghê. Ghê ghê ghê. Con nói đi, dạ sợ. Chạy chào cô chú chưa? Chạy chào cô chú rồi, chạy trở lại Mỹ rồi kìa. Chào cô chú đi. Giờ 2 tháng trước hả, cái mặt còn ngây thơ, 2 tháng sau cái mặt già hơn cái cà nữa. Nói quá trời nói tiếng Việt luôn. Cái gì? Sao quýnh ghê ghê, để ghê ghê lau nhà, ghê ghê đang lau nhà đó. Tại vì con bài quá nên là phải có con ghê ghê để lau, chứ còn mấy là đâu có cần. Hello cô chú ơi. Good morning. Good morning cô chú ông bà. Hiện tại bây giờ là gần 8 giờ sáng. Và để cho mẹ chay kể cho cô chú ông bà nghe một câu chuyện. Hôm qua. Ngồi xuống đây mẹ kể chuyện. Hôm qua là như vậy. Mấy giờ ta? 3 giờ trưa chay ngủ. Chay ngủ cho tới 8 giờ rưỡi tối. 8 giờ tối, 8 rưỡi tối chay dậy. Ăn uống no say xong 10 giờ chay đi ngủ. Tưởng là chay đã ngủ suốt đêm, ai ngờ chay ngủ xong 12 giờ rưỡi chay mò đầu dậy. Đòi ăn tiếp. Ăn tiếp xong dậy chơi cho tới 4 giờ sáng. Cái gì à? Một cái áo xuống đây. Đẹp quá. Xong rồi cái gì nữa ta? Chơi gì à? Uống nước không? Chơi cho tới 4 giờ sáng. Ngồi xuống mày lấy bánh ăn. Ngồi xuống đi mày lấy. Cái ngủ thức thì tôi ngủ tới tới giờ 8 giờ sáng. Coi. Đáng lẽ là nếu mà không có nó là tôi bình yên, tôi đâu có bị trái giờ đâu. Là tôi lấy là dắt tôi. Đồng bánh. Không. Không ăn đó hả? Không bánh này. Không ăn bánh nào? Không này. Không ăn bánh này hả? Ăn bánh này không? Thì chạy sao nó không ăn bánh này? Điệu hạnh nè, đây nó này nè. Nhìn bánh nó không ăn bánh này. Ngồi đàng hoàng, ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống, thò hai cái chân xuống. Thò hai chân xuống lại lên. Ngồi nè, nè. Đây, nè. Tự nhiên cái hả, trước khi ngủ là ăn uống no say rồi. Uống sữa rồi ăn đồ cho no say rồi tự nhiên cái 8 giờ sáng dậy. Uống sữa. Cái người ta ra người ta lấy sữa. Người ta lấy sữa cái mò đi theo. Rồi cái đồ lên ghế này ngồi. Rồi đồ lên ghế này ngồi là đòi ăn chi nữa. Rồi hỏi ăn trứng không? Dạ ăn. Làm cho trứng ăn. Rồi giờ ăn trứng được chút rồi đòi ăn bánh. Được không?
Trời ơi, phải chi không có nó là tôi đã trở về giờ bình thường của Mỹ rồi. Ai mượn cái chiên quá. Hai ngày là bơ thì phờ luôn cô chú ơi. Chị ngon con, dạ ngon, nói đàng hoàng, dạ ngon, dạ ngon, coi tướng ăn nè, đó đó, trời ơi, đứng thằng kia đó, cô chú chụp tấm hình đi đó, tướng đứng ăn đó, cái chân đứng không thẳng đó nha, không 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 qua đúng rồi, dữ lắm nè. Không mời cô chú ông bà đi. À nói đi. À ngồi xuống đi, con ngồi xuống đàng hoàng nhà mẹ đi chơi. Cái coi quần ống thấp ống cao quá, ngồi mà đó. Chơi sữa sau lưng con á, khát nước lấy sữa uống nha. Ngon không? Khoái ăn cái bánh đó, kể cái bánh đó ăn no. Ngọc mà hồi nào ta thức với nó, hồi thức với nó là tối cũng đói bụng, khuya cũng đói bụng, 4 giờ cũng đói bụng mà gì đó làm biến quá, hôm nay giờ 4 giờ sáng ra nấu đồ ăn ăn, bởi vì đi ớm ho gầy mòn gì chay luôn đó, đó cà giật đó. Ngồi xuống đây má, trời ơi, trời bụng cập nhật tình hình của chay ở Mỹ cho cô chú ai coi đó nghe đó. Uống nước nha mẹ, nước nha. Nói mẹ con tự uống đi. Chứ con uống cái gì? Chứ con uống cái gì? Gì nữa? Uống sữa nha. Hả? Ăn trứng hả? Rồi sao tự nhiên kêu đẩy trứng đi, giờ dọn trứng. Nó rộn chuyện à. Trời ơi. Anh cô chú thấy về Mỹ không? Tự ngồi ăn. Ở Việt Nam ép ăn. Không hiểu nổi. Ở giam là quỳ lại năn nỉ ý ôi. Thấy chưa? Qua về đây là tự tôi muốn ăn lên lại cái ghế ngồi đàng hoàng. Ai đây? Con có nhớ bà ngoại không? Chơi, con có nhớ bà ngoại không? Nói mày nghe coi. Chơi đi. Chơi đi. Con có nhớ cô chú ông bà không? Nhớ hả? Nè mày hỏi nè, con có nhớ Việt Nam không? Có nhớ Việt Nam không? Nói coi. Hồi tối này con nói đó. Hồi tối này nhớ là sao? Ừ. Hồi tối này cho nó chị nhớ là sao? Con có nhớ Vincent không? Con có nhớ bà ngoại chính không? Nhớ luôn à. Con có nhớ Ba Quy không? Nhớ Ba Quy không? Con nhớ mẹ Ngân không? Trời. Nhớ mẹ Ngân không? Con nó mỏ rồi, đứa mỏ hết mốt rồi. Con có nhớ bà Bảo không? Con có nhớ ông Cố không? Nhớ luôn hả? Ôi trời ơi, con nhớ ông Cố. Con có nhớ bà ngoại không? Nhớ ngoại không? Rồi giờ vô cái mốt không trả lời nữa rồi. Đang tập trung. Đây. Nhớ ngoại không? Con nhớ ngoại không? Nói mẹ nghe, nói mẹ với ông bà cô chú nghe coi con có nhớ không? À, ông bà cô chú, mà con có nhớ bà ngoại không? Con có nhớ ông nội không? Ông nội bắt con ghê phải không? Ông nội có bắt con ghê không? Ông ngoại mà nó bắt trước, nó kêu theo bên sình với ba ly kêu ông nội không à? Nước là ngon, miếng nước này cho đỡ khô cổ nè. Nước vô. Nè. Nhớ ai nữa ta, còn nhớ ai nữa ta? Ê, chay, con có nhớ bà Oanh không? Nhớ luôn hả? Nghe chưa, chay nhớ hết tất cả mọi người luôn á cô chú. Coi được không, coi được đời không, đó, coi được không? À, dữ chưa? À, sao nó yên như tôi vậy ta, chả hiểu nổi. Chả hiểu nổi luôn. Ngồi xuống. Con làm gì chay? Đi đâu ạ? À? Đi đâu? Nó coi vậy đó, rồi đã vậy đó, cái bàn ăn mà lên ngồi vậy đó, nó y tôi chứ. Cái sai nét nào đó trời.
đó. Chứ không có ai mà một ai mà như vậy đó, không ai mà ăn gái ăn lứa mà vậy đó. Mà sốt té. Có ai đời mà ngồi coi iPad mà ngồi coi kiểu này hả? Có ai đời không? Đó, thấy chưa? Tại tại tôi nói đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đó. Đây, quay ra cho cô chú coi nha. Đó, ai đời? Ai đời mà ngồi cái kiểu này thôi không biết. Té không? Té xong ngồi hả? À, con biết té mà còn vẫn ngồi. Mẹ sợ con rồi đó. Ừ, sợ rồi đó. Hiểu chưa? Biết rồi vậy té mà vẫn ngồi có được không? Trời đất ơi. Quay quang cảnh cho cô chú nhìn có nhiều nét chụp hình biết chứ không gì hết á. Đây nè. Rồi, nhìn cái ra chơi. Chơi. Chơi chơi nhìn đây cái ra chơi. 1 2 3 tim. Thả tim, thả tim, thả tim. Chạy đi, lật, lật. Look at yourself. Con nhìn con này chơi. Nhìn nè, nhìn nè. Dương chơi cậu ba cẳng nè. Không nhìn luôn, không sao ai chụp hình được trời. Nhìn lên đây, chụp cho mình đẹp. Ôi, ghê ghê, ghê ghê. Đó, ghê ghê. Ghê 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 luôn mà nhìn lên. Được không? Trời ơi, con ngồi kìa. Ngồi sát mép, sát miếng luôn vậy mà nó ngồi được. Nó thấy hay thiệt chứ. Đúng là dân chơi cầu bà cẳng thiệt chứ. Đó, cô chú đó. Quay đủ góc cho cô chú chụp đủ kiểu. Đó. Đó chưa? Ghê ghê, ghê ghê. Chạy 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 chạy, có ghê ghê rồi chạy. Ghê ghê nè. Nè nè nè. Thấy không, thấy ghê ghê chưa? Rồi, thấy rồi, quay qua mặt đi đi, chụp hình được rồi, chụp được rồi, chụp được rồi. Đi đi. Bá đạo. Trời ơi, thôi con ngồi xuống. Ừ, ghê ghê đâu. Ghê ghê đâu? Ghê ghê đó, đó hả? Đó, ghê ghê đó. Ờ, à, con ghê ghê trên đầu á hả? Ghê, yeah, cô biết, cô chú biết sao nó ghê ghê trên đầu không? Rồi ngồi đá chân sáo nữa. Tại vì nó không chịu chải đầu. Nó không chịu cột tóc. Nên là bà ngoại á, là nói là có con ghê ghê trên đầu á, là phải để chải đầu rồi mới ra được. Nên giờ là mỗi lần mà nó có con ghê ghê trên đầu, nó mới để cho cột tóc. Như lại chải đầu. Đó, nên là nó ghê ghê trên đầu. Ừ, ơi coi được chưa? Quá luôn. Chạy chạy ghê. Ghê 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 nè. Ghê ghê nè. Ờ ghê ghê anh đậu hả? Ừ. Dữ dằn nha. Không có đời nào tôi tưởng tượng ra nổi. À, hôm nay là à, hôm qua là hôm nay là ngày 11 tháng 11 phải không? 11 ông phải tháng 11 tháng 11 mà là 11 tháng 1. Là tính ra là chay được 26 nào bánh chưng là 26 tháng rồi cô chú ạ. Quá luôn, quá dữ. Xuống không? Xuống đâu? Đó, giỏi chưa? Đúng rồi, giỏi quá. Đi đâu à? Hay xuống à? Hả? Xuống mày bông xuống. Trời ơi trời. Ui, thôi chay ơi chay. Ôi khổ quá chay ơi. Rồi lên đó ngồi luôn rồi phải không? Lên đó ngồi phải không? Đó, rớt muỗng. Rớt muỗng. Ừ, rớt muỗng. Nâu gì? Không gì. Con làm cái gì vậy? Đi đây mẹ bông xuống, đứng lên. Để đây mẹ bông xuống. Không chịu hả? Trời đất ơi. Thôi chơi vậy á. Bỏ chân xuống, bỏ chân xuống. Ừ. Đó, thôi được không? Yeah. Rồi sao nữa? Tự xuống lập muỗng hả? Coi nè, coi cái ghế ăn nè. Bàn ăn này chút nữa tôi phải dọn dẹp khu vực nè. Đâu rồi? Rồi, chuẩn bị biết chay làm gì rồi đó. Ngoài chay, chay ngồi dưới này là chuẩn bị chay làm gì ngoài? Chay làm gì? Hả? Ngồi dưới đó là biết chuẩn bị làm gì. Còn chú cứ biết chay chuẩn bị làm gì người ta. Con có puppy không?
Không ạ, thôi thôi không có làm gì hết rồi. Thôi tự tự xử đi nha. Chút nữa gặp lại nha. Chút nữa gặp lại nha. Chi chi. Peekaboo. 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 Thôi, ăn à, ấy đi để mẹ dọn. Chạy ra đây coi tuyết nè. Oh. Oh wow. Lâu rồi chị chưa có thấy tuyết phải không? Con nó đi tuyết. Đúng rồi. À. Ôi trời. Mới sương sương được nhiêu đây thôi đó. Mở gì? Lạnh lạnh lắm. Không. Thôi không được, lạnh lắm. Lần mẹ mở lạnh lắm nha, cho con thử trải nghiệm nha. Lâu quá rồi phải không? Oh, it is freezing. Lạnh quá, đóng cửa lại. Cái gì? Trời ơi, vậy mà nó còn đứng nó không bóng. Bóng bóng gì? Bóng. Bóng gì? Lạnh quá, thôi đi vô, đóng cửa lại. Thôi con này nó lì ghê không? Ngồi. Ngồi hả? Đi ghế ra ngoài ngồi hả? Ngồi ghế hả? 1, 2, 3 ghế hả? Ghế. Ờ. Ồ, lạnh quá, con có lạnh không? Lạnh sao? 1, 3 ghế. 1, 3 ghế mẹ thấy rồi. Mà lạnh quá trời ơi, đóng cửa lại. Bệnh á, bệnh. Thôi thôi, đừng. Vô. Lạnh không? Mở cửa. Không có mở cửa. Cửa. Là nghiệp không? Ông ơi, ở Việt Nam thì được đâu được. Hả? Mở cửa lạnh đúng rồi, mở cửa lạnh mẹ lạnh quá à, con mở là mẹ lạnh. Con mở cửa lạnh mẹ quá. Không, cô chú thấy năm nay nó chưa nói lạnh gì chứ đâu phải. Nè, nên biết sân là chưa đóng băng là đâu có lạnh. Mà lạnh. Ý là nó không lạnh dữ á, xong năm nay mà tới giờ này mà còn nước chảy đôi bờ là thấy. Mùa đông năm nay không có lạnh rồi. Thường thường là giờ này là tuyết. Hả? Dép ai à? Dép của ai? Daddy đúng rồi, mà Daddy đâu rồi? Dài. Daddy đâu rồi? Dài. Mà biết rồi, mày biết là dài rồi, mà Daddy đâu rồi? Daddy ngủ rồi. Daddy ngủ rồi à? Ngủ sao? Ngủ sao? Lạnh đâu, tuyết đâu? Tuyết nữa hả? Mở. Không, mở. Mở cho bệnh hay chi vậy? Khổ quá, đang bệnh gì nữa kìa. Không, mở. Mày đập con giờ á. Sao mở? Mở, cái con ghê ngoài đó đó. Cứ ghê á, cái ở đâu mà mở ra con ghê nó bắt liền á. Nghe không? Ghê. Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú ông bà đi. Chào tạm biệt cô chú ông bà đi chay. Hôm nay là ngày thứ hai của chay ở Mỹ cô chú ơi. Quay cho cô chú biết tình hình của em là sáng nay là như vậy đó. Giờ 8 giờ rưỡi sáng rồi. Chắc cỡ chừng 10 giờ 11 giờ cho ngủ lại được. Sao? Con ăn siêu bồ hả? Đây nè, mở đây nè. Mở đây nè. Mở rồi đó. Ngon. Ngon rồi. Rồi ấy đây nha cô chú. Like cho cái video này, share cái video này, đăng ký kênh cho Jay nha cô chú nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye đi con. Bye bye cô chú ông bà đi. Bye bye đàng hoàng. Bye bye đi con. Bye bye. Con nói đi bye bye. Nói bye bye. Nói bye bye đàng hoàng. Con nói nè. Nói đi bye bye. Biết rồi mà con nói đi bye bye. Hello gì bye bye.
Con nói đi bye bye. Bye rồi. Cô chú. Cô chú. Cô chú. Cô chú. I say I love you. I love you. Đúng rồi. Chú Minh xanh nắng hả? Chú Minh xanh nắng hả? Cho mình xà năng đi. Đó, cho mình xà năng. Cho ông cố ăn nữa hả? Cho ông cố ăn sao? Cho mình xà năng đó. Cho ông... Nó ăn gì? Cố ăn với coi kìa. Cho ông cố ăn. Đó cho bên sành đó. Năm rồi gọi con lớn khéo. Cho anh 2 miếng hả? Nó cho anh 2 miếng kìa. Có ăn gì hả? Ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Bánh. Bánh hả? Đó cho bên sành ăn đó. Sao? Con nhớ ông cố không? Con nhớ ông cố không? Con nhớ ông cố không? Ông cố làm sao? Ông cố làm sao? Ông cố ngủ rồi. Ông cố ngủ rồi phải không? Cho mẹ Ngân ăn kìa đó, cho mẹ Ngân ăn đó. Thấy mặt mẹ Ngân vô cho mẹ Ngân ăn đó. Chờ mẹ Ngân xíu. Oops. Rồi. Không coi nữa, coi bát á. Ừ, coi này phải không?